ra đường không có lý do, cô gái sinh phải nhận hình phạt bá đạo. Cô giáo chửi học sinh, kiểm điểm cả cô và trò. Ba trai Tây làm quen với phụ nữ chiếm đoạt tiền. Chủ tịch xã bị hành hung đến nhập viện khi đang điều hành chống dịch. Vụ xô sát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Hồ Chí Minh, chống người thi hành công vụ. Quý vị vừa điểm qua những tin tức chính có trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chi tiết trong bản tin an ninh trật tự. Mời quý vị cùng theo dõi. Ra đường không có lý do, cô gái sinh phải nhận hình phạt bá đạo. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một cô gái bị phạt nhảy dây giữa đường vì ra đường không có lý do trong những ngày dịch bệnh. Theo đó, cô gái xinh đẹp này cố tình ra đường trong những ngày giãn cách nên bị cán bộ công an bắt quả tang. Thay vì phạt tiền, các cán bộ đã nghĩ ra hình phạt khiến cho nhiều người thích thú, đó là bắt cô gái này nhảy dây dưới sự chứng kiến của bà con xung quanh cô gái này phải nhảy dọc cả quãng đường và quay lại mới hoàn thành hình phạt. Được biết sự việc xảy ra tại Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, đoạn clip sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng mạng để lại rất nhiều bình luận. Nhiều người cho rằng cách xử phạt này sẽ khiến người vi phạm nhớ lâu hơn và không tái phạm nữa. Trước đó, không ít trường hợp bị xử phạt vào ngày giãn cách xã hội cực kỳ bá đạo từng được cộng đồng mạng chia sẻ và nhận về không ít bình luận hài hước. Thanh niên này vì mắc phải sai phạm là ra đường không có lý do chính đáng ngày giãn cách nên bị cán bộ công an bắt quả tang. Thay vì phạt tiền, các cán bộ đã nghĩ ra hình phạt khiến nhiều người thích thú, đó là làm động tác thụt đầu 50 cái. Hình phạt độc đáo của các chiến sĩ công an dành cho nhóm trẻ ra đường những ngày giãn cách xã hội đã nhanh chóng được cư dân mạng chia sẻ dần dần. Nhiều cư dân mạng để lại bình luận vô cùng hài hước với cách xử phạt nhẹ tay nhưng vô cùng thú vị này. Hình thức gian đe này vừa cứng rắn lại vừa nhẹ nhàng cứ ra ngoài không có lý do so, là phạt thế này sẽ nhớ lâu hơn, là những bình luận của netizen. Màn đứng lên ngồi xuống của một anh chàng đi ra đường không có lý do so, trong thời gian cả nước đang chống dịch. Một nhóm thanh niên đi trên đường làng bị các chú công an bắt lại và hình phạt chung đó là làm động tác thụt đầu. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Cô giáo chửi học sinh, kiểm điểm cả cô và trò liên quan đến thông tin phản ánh cô giáo HI, giảng dạy bộ môn văn của trường trung học phổ thông Cam lộ, thị trấn Cam lộ, Quảng Trị đã có những lời lẽ xúc phạm đối với học sinh HG trong giờ học trực tuyến. Cô giáo đã buông ra những lời chửi rủa như quái thai về thể xác, quái thai về tâm hồn, rác rưởi của xã hội, đồ mạt hạng, đồ tiểu nhân. Nguyên nhân dẫn tới việc giáo viên phải buông lời nặng nề là do vị trí số 11 của em G trong buổi học trực tuyến đã phát ra tiếng nhạc kèm lời chửi tục tĩu xúc phạm người khác. Sáng nay trao đổi với phóng viên bà Lê Thị Hương, giám đốc của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, sau vụ việc trên, hiện trường Trung học phổ thông Cam Lộ đã gửi báo cáo lên Sở Y tế về việc xử lý cô giáo y theo quy định. Theo đó, cô y bị kiểm điểm trước lớp và hội đồng sư phạm. Giáo viên trong quá trình dạy học online cũng áp lực từ nhiều phía, thời điểm đó cô y cũng căng thẳng. Theo nhận xét của giáo viên trong trường, cô y là người có chuyên môn năng lực và có 30 năm cống hiến cho giáo dục. Khi thấy những tiếng chửi tục tiễu phát ra từ vị trí số 11 của em G, cô Y nghĩ đó là học sinh nói nên bức xúc và đã có những lời như vậy. Bản thân cô Y cũng đã nhận ra sai sót và nhận sai trước hội đồng sư phạm. Nếu buổi học ngày hôm đó, cô Y biết cách xây dựng cho học sinh G ra khỏi lớp ngay sau khi em nói đang ăn mì tôm nên không hiểu bài thì mọi chuyện đã khác. Về phía học sinh G, nhà trường cũng đã kiểm điểm trước lớp với học sinh này. Em G không thừa nhận có tham gia buổi học đó mặc dù cả lớp xác nhận giọng nói ban đầu là của em G. Do tắt camera nên không xác định rõ thời điểm vị trí 11 của em G phát ra lời chửi tục đó, em có ở đó hay không. Về nội dung này, nhà trường đang yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ. Sau sự việc này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cũng rút kinh nghiệm, quán triệt trong toàn ngành để việc học online được đảm bảo hơn. Mời quý vị cùng đến với thông tin đáng chú ý khác. Ba trai Tây làm quen với phụ nữ chiếm đoạt tiền Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai vừa có kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đề nghị truy tố 6 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là người nước ngoài về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các đối tượng bị truy tố gồm: Dialo Michel, 28 tuổi, quốc tịch Guinea, tạm trú quận 7; Agada Samuel, 27 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại quận 7; Ejek Bogu Francisco Emeka, 28 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú tại huyện Nhà Bè. Bùi Thị Nghi, 29 tuổi, ngụ quận 1, Nguyễn Thị Hương, ngụ tỉnh Bình Dương và Cáp Xuân Thủy, 22 tuổi, tạm trú quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Theo điều tra của cơ quan công an, nhóm đối tượng này đã câu kết với nhau để làm quen với các phụ nữ trên mạng xã hội, sau đó hứa hẹn tặng quà có giá trị lớn rồi tìm cách lừa đảo chiếm đặt tài sản của bị hại với số tiền trị giá hàng trăm triệu đồng. Cụ thể, Hương làm quen với một số đối tượng người nước ngoài tên là Henry qua mạng xã hội, sau đó bị chiếm đoạt số tiền là 600 triệu đồng. Nhưng Hương không trình báo cơ quan chức năng. Tiếp đó chính Henry yêu cầu Hương mở tài khoản, đăng ký thẻ visa ngân hàng với điều kiện sẽ cho tiền khi có người chuyển vào tài khoản. Hương đã đến mở tài khoản tại một chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương và gửi chuyển phát nhanh cho Henry với địa chỉ ở Malaysia. Từ đó mỗi khi có tiền vào tài khoản, Hương đến ngân hàng rút số tiền được đối tượng cho để tiêu xài cá nhân. Tương tự, đối tượng Diallo Michel làm quen với Thủy qua mạng xã hội rồi nhờ làm chứng minh nhân dân giả để mở tài khoản ngân hàng và đưa nhiều thẻ ATM để nhân tình đi rút tiền mặt. Tổng cộng Thủy đã rút 5 tỷ đồng và được chia 5%. Ngoài ra, Thủy giới thiệu Nghi làm bạn gái của Agada Samuel. Nghi đã thực hiện công việc tương tự như bạn của mình, rút tổng số tiền là 3 tỷ đồng và được cho 3%. Khám xét nơi ở của các đối tượng trên, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã thu giữ hàng trăm thẻ ngân hàng, giấy chuyển tiền, tài liệu và tăng vật liên quan mà các đối tượng dùng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Chủ tịch xã bị hành hung đến nhập viện khi đang điều hành chống dịch. Mới đây, Đại tá Trần Đức Tới, trưởng Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung, sinh năm 1981, trú tại Thượng Hải, Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ của cơ quan công an vào sáng ngày 19 tháng 9, ông Nguyễn Hữu Dĩnh là phó ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã Ngư Thủy đến trạm y tế xã khu vực 1 để kiểm tra điều kiện phòng, sắp xếp đón 4 công dân đi từ vùng dịch về cách ly tập trung theo quy định. Trong khi ông Dĩnh cùng mọi người đang kiểm tra thì đối tượng Nguyễn Quang Trung đi đến, trên tay cầm một cây rựa và đe dọa, có lời nói lăng mạ xúc phạm rồi đẩy ông Dĩnh ngã lao vào lan can cầu thang trạm y tế. Thấy tình hình phức tạp, ông Dĩnh đã gọi điện báo cáo cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, tổ công tác do ông Nguyễn Hữu Hiến, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, là phó ban thường trực ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã Ngư Thủy cùng các thành viên trong ban chỉ đạo đến trạm y tế xã khu vực 1 để kiểm tra, sắp xếp việc cách ly tập trung. Tại đây một số đối tượng và người dân tập trung gây mất trật tự và yêu cầu chính quyền không đưa người về cách ly tập trung tại trạm y tế. Lúc này ông Hiến đã giải thích cho mọi người hiểu rõ về quy định và các quyết định của cơ quan có thẩm quyền nhưng họ vẫn phản đối. Ông Hiến tiếp tục giải thích, đi vào kiểm tra ở tầng 1 trạm y tế là phòng dự kiến sẽ đưa người về cách ly tập trung thì bị một đối tượng xô đẩy ngăn cản. Lúc này đối tượng Nguyễn Quang Trung chạy đến kéo tay đẩy ông Hiến ra phía ngoài sân rồi đấm vào mặt ông Hiến. Ông Hiến bị thương tích, chảy máu và choáng nên đến kiểm tra và nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy. Nhận được tin báo, Công an huyện Lệ Thủy đã có mặt tại hiện trường, tạm giữ cây rượu do đối tượng Trung sử dụng, đồng thời hoàn tất hồ sơ, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Quang Trung về tội chống người thi hành công vụ. Xin được chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Vụ xô sát với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh chống người thi hành công vụ Hôm nay, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc điều tra xác minh vụ xô sát giữa người dân với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 xảy ra trên địa bàn. Mới đây trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip xô sát giữa người dân với nhân viên lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại một con hẻm trên đường Phạm Thế Hiển, phường 4 quận 8 gây xôn xao dư luận. Cụ thể trong đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông cùng hai người phụ nữ ẩu đả với hai nhân viên lấy mẫu mặc đồ bảo hộ y tế. Trong đó một người phụ nữ đã dùng bàn ghế nhựa đánh vào nhân viên lấy mẫu rồi la lớn, nhân viên y tế mà đánh người hả? Bị tấn công hai nhân viên lấy mẫu phản kháng lại, sự việc được người dân ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc này, công an đã mời những người liên quan đến vụ xô xát đến trụ sở để lấy lời khai làm rõ sự việc. Thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 35 phút ngày 24 tháng 9, tại trước cửa nhà số 618 trên 18 Phạm Thế Hiển, phường 4 quận 8, tổ nhân viên y tế gồm Nguyễn Hoàng Nam 27 tuổi là tình nguyện viên Ngô Quốc Phong 24 tuổi là tình nguyện viên, Dương Thái Nguyên 27 tuổi là bác sĩ tình nguyện thuộc đoàn bác sĩ tỉnh Bến Tre đang lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cộng đồng. Khi tổ nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm gần hết người dân thuộc tổ dân phố 9, khu phố 1 thì ông Liêu Tuấn Trọng 50 tuổi, ngụ quận 8, từ bên trong nhà đi ra điểm lấy mẫu xét nghiệm và yêu cầu được phát que xét nghiệm để về nhà tự lấy mẫu. Anh Phong không đồng ý phát que cho Trọng, còn ông Trọng không đồng ý lấy mẫu tại chỗ vì cho rằng có nguy cơ bị lây nhiễm chéo. Giữa anh Phong và ông Trọng xảy ra xô xát, anh Nam chạy vào can ngăn. Lúc này, Liêu Thanh Thảo 23 tuổi là con ông Trọng và Huỳnh Thị Cẩm Hương 47 tuổi là vợ của Trọng chạy đến địa điểm trên, dùng ghế nhựa bảng nhựa ném vào anh Long và Nam rồi bỏ đi. Những người này còn xé khẩu trang, đồ bảo hộ của tình nguyện viên và khẩu trang của tổ trưởng tổ dân phố 9. Tại trụ sở công an, những người xô xát với nhân viên lấy mẫu cho rằng hành vi ném ghế vào các nhân viên chỉ là do vô ý. Liên quan đến vụ xô xát với các nhân viên lấy mẫu xét nghiệm Covid-19, Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh đang củng cố hồ sơ, nhân chứng làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ để xử lý nghiêm. Rất nhiều tin tức đáng chú ý khác đang chờ đón quý vị trong các bản tin tiếp theo trên kênh Tin tức Việt. Quý vị đừng rời kênh vì Quỳnh Anh sẽ quay trở lại ngay sau đây.